que chữ win nha. Quay giữ cái đầu tay, vẫn giữ cái đầu tay cho anh. Lâu không? Rồi, quay quay bên đó. Bữa nặng rồi. Sao nó mệt đó sao quên. Em còn cục nào nữa không? Ngày xưa bị ở tay mà phải đi mổ hả? Giống vậy luôn hả? Không, cái cục ở tay nó quý gì trắng trắng. Ở đây cũng vậy nè. Cứng. Ờ. Nó bả phải không? Ở đây cũng vậy nè em. Mà to hơn không? To, cục kia bự. Trước là đi đang ngủ bị con gì cắn ấy, rồi nhé. Thôi mang luôn á, hửi thấy không? Không hửi thấy hả? Anh ngồi mũi em gì á, chắc khi nào sát em có hửi thấy không? Có. Ừ, đó chắc hửi thấy không? Có hả? Sao em hửi thấy gì luôn á? Con người hôi lắm thứ cả. Thôi chết rồi, nó chắc không hửi thấy mùi gì. Có cái túi trong đây nè, tí anh lấy ra cho.
khó chịu tí nha em nhé. Anh cứ gãy mấy cái đầu đau luôn. Cô này nó chịu đau siêu sức giỏi lắm. Này đi đi mà đánh nhau chắc chấp hết. Lâu lắm mới có con mụn như này. Lâu lắm. Trời ơi. Bé nó cơm hết cả tay luôn. Thật sự luôn á. À, cái túi đó. Trời ơi. Về sợ luôn á. Còn với chứ mà hết. Còn nhiều lắm. Tưởng... Cái cục thì nhỏ mà nhiều vô đối. Tưởng hết rồi chứ. Nó ăn được hết cái lỗ tai. Thank you.
làm mấy cái này phải kỹ, sót sót mà nó còn túi á tái lại nhanh lắm. Cây tăm bông á, bỏ ra đây chị. Bỏ vô đây nè. Ừ. Tay em dơ mới công đụng rồi nên dính máu. Bé thấy anh gấp túi mấy lần rồi mà. Nhưng mà nhìn cái này vẫn ghê thật sự. Cái túi này nó ra nhìn ghê. Nó dính da mà. Quay cận cảnh cho mọi người xem. Gấp túi tiếng bẻ. Cứ quay nha, khi nào cho tắt nó tắt thôi. Dâm nhỏ lại tí xíu em. Rồi. Rồi, từ từ thấy chữ Queen đã. Chữ Queen đã. Trời.